Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng về triển khai đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay quận ủy Sơn Trà đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đại hội, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ đề ra. Qua đó tiếp tục củng cố tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở. Sau khi chuẩn bị về mọi mặt, đặc biệt là rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, từ đầu tháng 8, quận ủy Sơn Trà chỉ đạo các chi bộ nhanh chóng triển khai tổ chức đại hội, bám sát hướng dẫn tổ chức đại hội của cấp trên, cũng như hệ thống các mẫu văn bản, nên các chi bộ đã vận dụng cụ thể hóa, đảm bảo các yêu cầu về chương trình đại hội, quy chế làm việc, các báo cáo, dự thảo nghị quyết, kịch bản điều hành, quy trình nhân sự. Chi bộ ra cái nghị quyết lãnh đạo về công tác đại hội chi bộ, sau đó là phân công các đảng viên và các đồng chí trong cấp ủy chuẩn bị về công tác mọi mặt, rồi vận động tuyên truyền nhân dân phát động phong trào thi đua để chào mừng cái đại hội, đồng thời là tiến hành làm công tác nhân sự. Thì đến nay về cơ bản là qua theo dõi tình hình thì đại hội chi bộ trực thuộc của 7 phường và của 11 đảng bộ còn lại thì cơ bản là đảm bảo đúng tiến độ. Một số đơn vị là hiện nay thì đặc biệt các đơn vị hành chính là do cái đặc thù công tác cho nên là cái tiến độ đại hội thì cũng chậm hơn các phường, nhưng mà vẫn đảm bảo trong tháng 8 này thì đảm bảo là các chi bộ cơ quan hành chính là đảm bảo là đại hội hết. Đảng bộ quận Sơn Trà hiện có 280 chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ quận ủy Sơn Trà đã tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình ở từng chi bộ nhằm kịp thời chỉ đạo định hướng, nhất là ở những nơi khó khăn về nhân sự như tại các chi bộ khu dân cư vốn có nhiều đảng viên cao tuổi, trong khi nguồn kế cận có hạn chế nhất định. Theo chủ trương chung của Trung ương thì cách đây 5 năm khoảng 5 năm thì chúng ta không còn tổ chức cái chi bộ cơ quan ở xã phường thị trấn nữa, và đưa cái đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ cơ quan xã phường thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư. Thì cái việc này nó cũng giúp một phần nào là giải quyết cái khó khăn là trong việc tìm nguồn nhân sự, vì một số đồng chí là đang là đảng viên, là cán bộ công chức ở phường xã về khu dân cư thì họ có thể đảm đương luôn vai trò là bí thư hoặc là phó bí thư chi bộ. Theo kế hoạch, đến hết tháng 9, quận Sơn Trà sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ cơ sở và qua đại hội, phương hướng nhiệm vụ mới được vạch ra, cùng với việc lựa chọn cấp ủy cơ sở đủ năng lực uy tín sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng.